Thì ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay Nghĩa có chia sẻ một số cái mẹo để làm cho cái tổ ong nó phát triển tốt hơn nhé các bác nhé. Thì cái đầu tiên thì các bác phải biết là nếu mà muốn được một tổ ong phát triển tốt và nó đẻ 3 cầu đều cả 3 mà 4 cầu đều cả 4 thì cần phải có những cái mà mình gọi là cái mẹo. Cái đầu tiên đấy nè, thì là các bác phải để ý một cái là ngoài nguồn tự nhiên nếu không còn phấn hoa thì các bác phải hỗ trợ phấn hoa cho ong. Tại vì là con ong, các bác biết rồi, con ong mà nếu như trong tổ ong các cái cầu ong mà không có phấn hoa, có nghĩa là cái cầu ở trong thành thùng ấy, nếu nó không còn phấn hoa thì mình phải hỗ trợ. Tại vì khi mà cái nguồn phấn hoa không còn thì con ong đẻ kém hoặc là ngừng đẻ. Các bác phải biết là khi mà cái con ong đấy nè mà nó không có nguồn phấn hoa thì là con tướng là nó sẽ đẻ rất là kém hoặc ngừng đẻ ngay trong đêm. Nếu như hết nguồn sạch là nó sẽ ngừng đẻ ngay trong đêm các bác ạ. Mà khi ngừng đẻ thì đương nhiên là cái hệ, có nghĩa cái thế hệ kế tiếp là nó không có. Nó không có thì đương nhiên mình phải hỗ trợ phấn hoa. Hỗ trợ phấn hoa để mục đích để cho con tướng nó đẻ, đẻ đều thì nó mới có được các cái thế hệ kế tiếp. Cái thứ hai là ta phải chọn con tướng. Có nghĩa là lúc mà mình có thể là chọn con tướng, là con tướng có thể là tướng di trùng hay là tướng chia đàn hay là tướng đổi ngôi, nhưng cái sức đẻ của nó lại phụ thuộc vào cái gen di chuyển. Nên là kể cả một tổ mà chia đàn, biết là con tướng đấy là tướng chia đàn là tướng tốt, nhưng ngược lại cái gen di chuyển nó cũng chỉ sức đẻ ví dụ như có mũi 700 là tối đa, thì đương nhiên là nó sẽ, cái thế hệ nó cũng sẽ giảm dần. Và cái mà mình phải chọn cái nữa, đó nữa là chọn là sao? Chọn có nghĩa là chọn cái mà mình gọi là chọn cái vị trí để làm sao? Vào mùa hè thì ta tìm những cái nơi nó thoáng mát, còn nếu như không có nơi thoáng mát thì mình phải che đậy. Ví dụ như em vào giai đoạn này thì em phải để những cái nơi thoáng một tí, có nghĩa là có ít cái em đặt thì trong vườn keo nhưng em vẫn chọn vào chỗ thoáng các bác. Đấy, các bác nhìn thấy cái vườn ong của em này, đây là vị trí em đặt nè, và em chỉ trừ đúng có mỗi cái hướng bắc ra thôi các bác, còn là các cái mặt các thứ là em quay lung tung, trừ đúng có hướng bắc ra. Đấy, các bác cũng thấy hầu như là em đặt lung ta lung tung luôn. Nhưng mà keo thì nó chỉ có mấy cây thôi, tại vì nó có độ thoáng. Có độ thoáng, tại vì vào cái giai đoạn này là không cần phải để nhiều ở trong bóng mát. Nếu như để trong bóng mát nhiều thì là nó sẽ ẩm ướt các bác, thì nó dễ bị thối ấu trùng. Dễ bị thối ấu trùng, đặc biệt là ong sưa. Ong sưa là nó hay bị nhộng trần và nó dễ bị thối ấu trùng. Nên là vì vậy nên là cái mà như hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác làm sao để tổ ong phát triển mạnh, đồng đều, thì mình phải có những cái mà mình gọi là những cái mẹo. Và cái thứ ba nữa là các bác phải biết là nếu như mà muốn được một tổ ong nó đẻ đều cả 3 cầu hay là 4 cầu thì cái đầu tiên thì các bác phải biết rằng là ta phải biết đổi cầu. Có nghĩa là biết ví dụ như là đổi từ cái cầu thành thùng ra cái cầu ở giữa hoặc là ra cầu ngoài. Từ cầu ngoài ta có thể cho vào thành thùng hoặc là cho vào giữa. Đấy, tại vì sao đổi như thế thì con ong vào cái giai đoạn này thường là nó chỉ đẻ vào cầu giữa là chính. Đấy, thường nhá các bác nhá, thường nó đẻ vào cầu giữa là chính. Nên là vì vậy nên là ta phải chọn tổ ong để mình đảo cái vị trí ở như trong thùng ong, đảo để cho nó đẻ cho nó đều.
Đấy, thì hôm nay thì em cũng sẽ đấy. Và một cái nữa là trong cái giai đoạn này là một số nơi và một số vùng vẫn đang còn nguồn mặt, thì có cầu nó sẽ để chảy dài các bác nhé, chảy dài từ trên mặt của các cầu, có nghĩa là cái bánh tổ đây hầu như chỗ nào cũng có mặt nhưng không vít nắp. Hầu như là không vít nắp, tại vì khi mà con ong nó đẻ vào cái cầu nào rồi thì nó sẽ đưa lên 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 gần xà cầu. Vì vậy nên là ta lại phải quay nó đi, quay nó đi thì nó mới có lỗ đẻ các bác, hắn mới có lỗ đẻ đẻ vào cái cầu. Đấy, thì hôm nay em cũng chia sẻ với các bác là trong cái giai đoạn này, giai đoạn mùa thu nhé các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ đấy, thì bây giờ đây nói chung là vườn ong của em đây hầu như là bốn cầu thì đẻ cả bốn, ba cầu đẻ cả ba. Bất cứ tổ nào, bữa hôm rồi thì em cũng có chia sẻ với anh phó chủ tịch ở như xã đấy các bác, cho chọn thoải mái, chọn tổ nào cũng được, xem tổ nào cũng được. Nhưng mà đây em cho các bác coi, như đây là mỗi lần thì em hay quay từ trên quay xuống, nhưng nay em lại quay từ dưới quay lên cho các bác coi. Đây. Đấy, các bác coi, đấy hắn đẻ đều ấy. Đây đang đẻ, có nghĩa là hắn đẻ vòng, hắn nở từ trong nở ra nhé các bác nhé, và bắt đầu lại đẻ từ 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 ngoài đẻ vô, có nghĩa đẻ từ trong đẻ ra xong lại bắt đầu nở thì hắn lại đẻ tiếp tục cứ như thế. Đấy, đây là cái vòng. Cho các bác coi đấy, nhìn vậy là các bác biết là ong của em là nay là, nói chung nay là ba cầu đẻ cả ba mà bốn cầu đẻ cả bốn luôn. Để cho các bác xem mấy tổ. Đây các bác. Đấy. Đấy, đây là hắn còn cơi nới này các bác này. Đấy em cho các bác coi này, hắn cơi nới. Đấy, hắn cơi nới và hắn đẻ. Đấy các bác thấy cơi nới trắng xóa. Đấy, cơi nới nhá. Đấy, cơi nới và hắn đã đẻ. Đây, cái cầu trong cùng đấy các bác, cầu trong cùng đẻ lại còn ác hơn nữa kìa các bác. Đấy em, đấy các bác thấy đó. Đây cái cầu trong cùng nó đẻ như thế này này các bác này. Đấy, đẻ như bánh đa luôn các bác. Đấy. Đấy, nó đẻ như bánh đa luôn các bác nhá. Đấy thì là để em quay luôn cái tổ ở bên cho các bác coi luôn chút nữa thì sau đấy đây em sẽ quay luôn sang cái tổ bên đây cho các bác coi nhé. Đây đây em cũng không dịch đầu luôn, quay luôn sang tổ bên này. Đấy, đấy cái tổ đây là tổ bên. Đây, em chỉ dê cho nó gần lại một tí thôi. Đấy, đây là tổ bên luôn này các bác. Đấy, đây là tổ bên nhé. Đấy, tại vì là nay em quay dưới đây không ngờ các bác lại cho nó lại đây cho các bác thấy nó dễ. Đây 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 là cái tổ em vừa coi nhá, xong sang tổ bên này. Đấy, sang tổ bên luôn đây này các bác. Đấy, cái tổ bên này. Đấy, sang tổ bên ấy cho các bác coi.
Đây các bác, để như thế này các bác. Đấy, đấy các bác nhá. Đấy. Đây, còn bên đây nó như thế này luôn. Và hôm nay em sẽ cho các bác chia sẻ cho các bác coi. Em làm được như thế này là chắc là các bác biết là em cũng phải biết được cái mình gọi là nắm được cái kỹ thuật và theo thời vụ. Theo thời vụ thì mình mới làm được những... Đây, cầu đây là cầu thứ hai nhé các bác nhé. Đấy, cầu thứ hai này. Đấy, cầu này là em mới đổi cầu trong ra cầu ngoài các bác. Nên là để thì hắt cũng để được khoảng 1/3 ở như cái cầu này rồi. Còn cầu trong cùng bao giờ cái cầu nó cũng sẽ là cầu đẹp nhất. Thường là cầu trong cùng là cầu đẹp nhất các bác. Đây cầu trong cùng đây các bác. Đấy, cầu trong cùng nhá các bác nhá. Đấy, cầu trong cùng để đây các bác. Đấy, và nó đã đang xây ông đực rồi này các bác này. Đấy, xây ông đực rồi. Đây cái phần cuối này là các bác coi này. Vậy thì nó xây ông đực như thế này thì đương nhiên đến tháng 10 là em đã có thể là nhân được đàn rồi các bác. Đây, cái góc ông đực chắc các bác thấy đang còn mới tinh này. Đấy, cái lỗ ông đực nó to hơn này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, cái lỗ ông đực thì nó đã to như thế rồi thì là đương nhiên là nó sẽ phát triển. Thì là đến vâng, các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất nhé.